đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Nani? Ồ, tập cho chút này. Xin chào, chúng tôi là Hàn Quốc Pro. Xin chào mọi người, ở đây là Đà Nẵng. Đà Nẵng, đây là Câu Rồng. Cô đi ra đi. Và bây giờ là thì bây giờ 6 giờ rưỡi rồi. Yo, 6 giờ rưỡi rồi. Chơi màu hôm. Wow, đẹp quá. Đẹp quá. Thật sự Đà Nẵng rất đẹp. À, và hôm qua chúng mình đã ăn hải sản. Ờ, chợ đêm. Đúng rồi. Sơn chay. Đúng rồi. Nhưng mà một chút. Ờ, tiếc một chút. Tiếc. Thì lần này chúng mình sẽ đi ăn ốp ở Đà Nẵng. Đúng rồi. Và Đà Nẵng cũng là thành phố biển, thế nên chắc là ốp cũng hơi rẻ. Thì hôm nay chúng mình sẽ đi ăn ốp mà không biết ở đâu là nổi tiếng. Cái này chỉ là tìm ở Google thôi nha. Thì đi thôi, bắt đầu. Ui sợ quá sợ. Many minutes later. Quan ơi, chúng mình xong xe rồi nhưng mà ở đây cũng là rất là khó tìm được rồi. MB K 139 suất H 59 suất 33 chân quang khách, nhưng mà chúng mình phải đi ở kia. Đi thêm nữa. Thêm của vĩnh gặp thôi. Chúng mình đến ở đây vì Google review có hơn 4.000 cái review. What the? Wow, có người quá. Ủa gì vậy? Tôm khắc. Nhiều người. Quan Nam Đàn. Đây bắt ta, Quan Nam Đàn. Wow. À. Dạ, trắng mắt thở. 5 minutes later. Món ăn tới rồi. Khom mắt. Ờ. Nhanh. Và sẽ là ứng ơn chị nổi tiếng. Ờ, đúng rồi. Đó là lý do có 4.000 review. Ừ. Và sự ơn đây. À, vất vả rồi. Ồ. Hot. 1, 2, 3, yo. Mua đó. Con. À, cái này là ốp. Ốp thường. Ốp thường. Cái gì? Boom. Cái này là gì? Cái này là ốp hương. Cái đó. Wow, anh yêu tao chứ gì vậy? Ai, rất lâu không ăn ốp. Quay ai chị vậy? Dạ, bảo cho. Chúng ta cái nụ khoai lang của chị ăn đây. Nghe phát lên đâu này? À, khoai lang nướng này khoai lang nướng à mình. Thật. Wow. Bằng. Mất đó. Tốt kìa. Nhà đá đồ. Cho ăn một cái đi. Chắc ăn miếng đi.
맛집. 놈비. 놈비. 정말. 저한 깔끼야 너. 한 깔끼야. 한 깔끼야. 야, 항나 있어 또? 야, 또 왔어, 또 왔어, 또 왔어. 안 좋아. 무이디엠, 무이디엠. 나중에도 새우인데 양념 있는 새우. 타이도 thơm ngon, mời bạn ăn nha. Các bạn ơi, tôi sẽ khi chúng mình đến ở đây tại xe Grab, nơi là hơi tiêu cực. Hơi tiêu cực. Nhưng khá là hay luôn. Oh my god. Ah, não mais não. Tá tudo ó. Pessoal, Gupti. E Gupti. No god, please no. No. Why are you running? Why are you running? A few minutes later. Ừ, cái này chiên thì rất là ngon. Thế nào? Gì đây? Bột à? Bột. Bát à, bát à. Ừ. Cái này chiên thì đúng. Cái này thật ra là nhân viên đã ăn mà rất ngon thì chúng mình cũng coi nha. Ừ. Ủa, thế? Mực inga? Ốp ốp. Ốp inga? Vẫn đau. À. 아사미를 그냥 생이라고 하는구나. 내가 올릴게. 와. 와. 어때? 아, 좋다. 어때? 좋다. 이 맛이지? 오, 좋다. 자, 펌프의 랜롤. 이것마저도 맛있어? 이거지. 그래.
Let's go. Ăn cơm mà tại sao mồ hôi nhiều như vậy? Wow. 여기가 좀 구석지기도 했어. 아, 보여줘. 이게 완전 그냥 사우키 젠젠. 미워. 어디대? 자, 떼내려라. 뭐 남고 있고. 와, 이거는 우리가 무인에 갔어. 아, 이거는 거의 항상 먹는 것 같아. 이거는 진짜 너무 맛있어. 아, 네, 오늘 나랑 업, 다낭. 감상 유세나오. 아, 롤라 응원 봐. 그래서 보이죠, 롤라. 롤랑 왜? 작가? 작가 셀라. 딱 봐놔요. 그래서 얻어일라 콤 막람? Nhưng mà chúng mình ăn rất nhiều rồi. Rất nhiều. Rất nhiều rồi. Tân tiền. Tân tiền. Mấy mấy? 502. 502. Ngàn bông. Oh my god. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng mình đã ăn 7 món à. 500. Chắc chứ. Tuy nhiên nha. Chúng mình ăn ở chợ đêm tân chay mấy bạn chứ sáng nay là 400, hai sáng là 400 và nước suối và cái này nướng nước một cái nướng một hai cái nướng cũng là 500. Ồ, cũng là nếu mà số sáng với cái chợ đêm số lần thì ở đây nhiều hơn và đối với mình là ngon hơn thì các bạn nếu muốn tham quan Đà Nẵng hải sản rất rẻ thì hãy đến đây nhé. Ở đây sẽ ghi là địa chỉ nhưng mà ở đây thực sự là tìm khó tìm được. Khó tìm được. Xe ô tô không thể đến ở đây. Đúng rồi. Và các bạn hãy tìm kỹ nhá. Nếu mà các bạn đã xem vui vẻ thì hãy subscribe nhiều nhá. Cảm ơn các bạn. Chúng tôi là những chàng trai Hàn Quốc. Tạm biệt.